Chúng ta hãy đón Tết trong sự nhẹ nhàng và bình thản, đừng để Tết trở thành gánh nặng của mỗi chúng ta. Theo quan niệm xưa, những gia đình nào càng đông đủ con cháu, các thế hệ cùng dùng bữa cơm này, chứng tỏ gia đình ấy nhiều phúc, lộc và may mắn. Đây cũng là thời điểm các thành viên trong gia đình đoàn tụ. Sau một năm khó có thời gian gặp gỡ, chuyện trò, tùy vào mỗi vùng miền mà mâm tất niên có mời thêm khách, là hàng xóm hay bạn bè thân thiết đến dự, mọi người sẽ cùng nhau ôn lại kỷ niệm, bỏ qua những hiểu lầm, xích mích, những chuyện không vui của năm cũ, hứa hẹn tương lai tốt đẹp và cùng nhau chào đón năm mới. Đặc biệt là khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, khi đất trời giao hòa, vạn sự bừng lên sức sống mới. Có thể ở bên gia đình, người thân vào lúc này chắc chắn sẽ là điều tốt đẹp nhất, không gì sánh bằng. Không chỉ mang ý nghĩa sum họp gia đình, bữa cơm tất niên còn là nghi thức để kết thúc năm cũ, đón năm mới, mời ông công ông táo về trần thế tiếp tục cai quản bếp núc. Sau bữa cơm tất niên, gia đình sẽ sửa soạn để cúng giao thừa, tiễn năm cũ và đón chào năm mới. Đây cũng là dịp để con cháu tri ân tổ tiên đã phù hộ mình trong năm qua. Mâm lễ cúng tất niên tùy theo điều kiện gia đình cũng như phong tục, tập quán mỗi vùng mà thịnh soạn hay thành đạm. Thế nhưng, một số thành phần bắt buộc phải có khi cúng theo phong tục của người Việt Nam, gồm hương hoa, vàng mã, đèn đến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng, được bày biện trang nghiêm. Ngày tất niên là ngày quan trọng đối với người dân Việt Nam, nơi những người con, người cháu xa quê lập nghiệp về với ông bà, cha mẹ. Do đó, dù có làm gì, đi đâu thì mọi người ai cũng nhớ, cùng ngồi dùng bữa cơm 30 Tết cùng gia đình. Nhưng dù gì đi nữa, chúng ta hãy đón Tết trong sự nhẹ nhàng và bình thản. Đừng để Tết là một gánh nặng cho chúng ta. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mến chúc mọi người có một cái Tết thật nhẹ nhàng và an yên.